Sau chuyến thăm thú Việt Nam hồi tháng 4, mối quan hệ giữa Lôi Con và vợ chồng Nhật Lệ ngày thêm khăng khít. Ngày cậu nhóc trở lại Angola cùng Quang Linh, cặp đôi còn khóc sướt mướt vì quá nhớ. Thời gian qua, cặp chú, cháu Quang Linh Vlog và Lôi Con trở thành hai cái tên được toàn cõi mạng vô cùng quan tâm. Oanh tạc từ Bắc Chí Nam cùng YouTuber người Nghệ An và Team Việt, V, idol nhí đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cũng như gom nhặt được nhiều kiến thức mới. Tại sân bay ngày trở về Angola, Lôi Con cực kỳ không nỡ, để lộ tâm trạng đượm buồn, lủi thủi một mình, khác hẳn với hình ảnh cậu bé vui vẻ như thời gian ở Việt Nam. Ở nhiều khoảnh khắc, idol nhí hướng mắt nhìn đăm chiêu, không màng nở nụ cười dù được Quang Linh rủ dê chụp ảnh. Đến nay đã hơn 10 ngày về lại quê hương, mọi nhất cử nhất động của Lôi Con đều được chú Linh và các thành viên trong team châu Phi cập nhật liên tục. Trong clip mới nhất được lan truyền trên mạng xã hội, cậu bé bất ngờ tỏ vẻ mặt khó chịu với Nhật Lệ, chị ruột Quang Linh và chồng cô khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với chị Quang Linh, khi được hỏi yêu cô Lệ không, Lôi Con khi ấy đang ngồi bệt dưới một chiếc bàn liền trả lời với vẻ mặt nhăn nhó, cô Lệ bảo yêu chú Hoàng rồi còn gì nữa. Nói dứt câu, cậu nhóc còn ôm cả đầu khiến ai nấy đều phải bật cười. Dù Nhật Lệ và Nam Hoàng đã cố gắng giải thích rằng một người có thể yêu thương nhiều người mà nhưng Lôi Con vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu. Cuối cùng, idol nhí chốt hạ một câu làm vợ chồng cô phải bật cười như ngả. Hai vợ chồng cưới nhau rồi làm gì cưới thêm một người được nữa, cậu nhóc nói. Được biết trước đó, Lôi Con đã hỏi Nhật Lệ rằng cô Lệ có yêu chú Hoàng không? Và nhận được câu trả lời là có nên mới xảy ra cớ sự này. Đoạn video clip ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra thích thú và để lại bình luận trước màn đối đáp cực đáng yêu giữa Lôi Con và vợ chồng Nhật Lệ. Khổ thân Nam Hoàng, phận làm chính thất mà bị bé ba ghen ngược, tự nhiên hỏi làm chi cho đau lòng. Thất tình phiên bản Lôi Con, đúng là trẻ con, cưng quá Lôi ơi, thánh ghen ngược gọi tên Lôi Con, buồn cười Lôi Con quá. Mà ông khôn thật chứ, là những comment của cư dân mạng. Được biết, Quang Linh cùng hai bố con Lôi Con đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Angola vào rạng sáng ngày 4 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đón tiếp cả ba là những anh em thân thiết trong team châu Phi. Tất cả đều tay bắt mặt mừng, đón chào YouTuber người Nghệ An quay trở lại. Theo lời anh chàng, lần này ở lại Angola khá lâu, có thể sẽ đến Tết mới về Việt Nam. Sau khi về nhà, Lôi Con thường xuyên nhắc đến Nhật Lệ cũng như bày tỏ, Lôi nhớ cô Lệ chú Hoàng mà. Khi được hỏi vì sao không bay sang Angola cùng Quang Linh, Nam Hoàng cho biết hiện tại anh và vợ đang quản lý công việc ở Việt Nam nên chưa thể đi cũng như chưa thể hứa sang thăm Lôi Con được. Dự định hai vợ chồng mình sẽ sang năm sẽ qua với Lôi, dự định là thế, Nam Hoàng chia sẻ. Trong lần trò chuyện cùng cư dân mạng cách đây chưa lâu, chồng Nhật Lệ cũng không ngớt lời khen dành cho Lôi Con bởi sự đáng yêu và hiểu chuyện. Sau khi idol nhí về nước, tất cả mọi người trong team tại Việt Nam đều rất nhớ, thậm chí một thành viên còn không giấu được sự buồn bã, rơi nước mắt khi phải tiễn Quang Linh và bố con cậu bé châu Phi trở lại Angola. Lôi Con, tên thật là Mativado, năm nay 5 tuổi. Cậu bé sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Angola, thiếu thốn mọi thứ. Sau khi được Quang Linh nhận làm con nuôi, nhóc đã có cuộc sống đầy đủ và khấm khá hơn. Bố mẹ của cậu bé từng làm nông và hiện tại đang là thành viên trong nhóm sản xuất nội dung trên mạng xã hội cùng với YouTuber sinh năm 1997.